vị và các bạn, giữa lúc mà thế giới đang ngày càng phải đối diện với sự nóng dần lên của trái đất và sự cạn kiệt của các nguồn năng lượng tự nhiên, thì bài toán phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng năng lượng hợp lý, tiết kiệm cũng chính là giải pháp phát triển bền vững mà các doanh nghiệp Lâm Đồng đang hướng đến. Đây cũng là chủ đề mà Ngày giờ trái đất năm 2015 hướng đến, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Để tồn tại trong giai đoạn hội nhập đầy cạnh tranh và thách thức, sự lựa chọn, định hướng phát triển mang tính bền vững được giới chuyên môn đánh giá là một giải pháp thông minh. Ở đó, tính bền vững phải được đo bằng những chỉ số cụ thể, tăng trưởng kinh tế, đáp ứng yêu cầu của xã hội và bảo vệ môi trường. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sản xuất phải gắn liền với bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp ở Lâm Đồng đã có sự lựa chọn nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đặc biệt trong lĩnh vực dệt may, công ty Grim Vina là một đơn vị chuyên sản xuất gia công thú nhồi bông xuất khẩu đóng chân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Để đáp ứng được yêu cầu từ phía đối tác, công nghệ, máy móc phải thường xuyên đổi mới. Năng lượng tiêu hao vì thế cũng tăng cao. Cần làm gì để thay đổi thói quen sản xuất của người lao động gắn liền với tiết kiệm năng lượng cũng được lãnh đạo đơn vị quan tâm chú trọng. Khi mà nhìn mỗi một cái dây sản xuất như vậy thì như là tụi em thấy là những cái phần nào nó không có cần sử dụng tới điện, ví dụ là công nhân đó nó rời khỏi máy đó thì tụi em sẽ yêu cầu là họ phải tắt điện, tức là điện. Khi mà chúng làm như vậy thì nó rất tiết kiệm cái điện năng, không phải chỉ riêng về phần nó mà như là cho sản xuất thì cũng là tiết kiệm cái phần điện năng cũng như là với môi trường cũng rất là tốt. Thì thực tế khi mà qua mà giám sát như vậy mà thì việc làm như vậy thì rất là hiệu quả về cái phần đó như vậy. Đối tượng công nhân và tổ chức mỗi người được ý thức về vấn đề đó. Khi mà tới thời gian họ nghỉ, ví dụ bây giờ là cái thời gian họ nghỉ ngơi, khi mà họ nghỉ ngơi một cái là họ tự giác họ phải biết tắt điện, bắt đầu họ rời khỏi cái vị trí của họ. Là doanh nghiệp tiên phong của tỉnh triển khai vận hành hệ thống quản lý chất lượng và được áp dụng từ năm 2002. Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng Lado Foods với thương hiệu Vang Đà Lạt đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Với sản lượng 3,5 triệu lít rượu vang một năm, hệ thống dây chuyền sản xuất của công ty được đầu tư bài bản, từ sửa chai, chiết rót cho đến công đoạn đóng nắp, dán tem, v.v. đều được tự động hóa. Ngoài mục đích giúp giảm công lao động, đây còn là giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa mức tiêu hao năng lượng nước và chất thải trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học với công suất 300 mét khối một ngày đêm, được đầu tư hơn 2 tỷ đồng, đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Trước đây thì chúng tôi sẽ đốt trực tiếp, thì cái tiêu hao nhiên liệu dầu đốt nó rất là nhiều, nhưng từ ngày đầu tư lò hơi thì chúng tôi đã tiết kiệm được nhiên liệu rất nhiều và đồng thời nó sẽ giúp tăng công suất sản xuất và giảm các lao động nặng nhọc cho người công nhân. Chúng tôi cũng có những cái giải pháp như là thu hồi nước giải nhiệt, dịch thanh trùng để tận dụng và sử dụng cho các cái khâu sau, để vừa giảm được tiêu hao nước, vừa giảm được cái nhiên liệu đốt mà vừa giảm được nước thải ra ngoài môi trường. Tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất, đầu tư đúng mức cho yếu tố thiết bị kỹ thuật, hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ mà doanh nghiệp cần chung sức thực hiện. Bởi phát triển kinh tế toàn cầu gắn với yếu tố bền vững môi trường đã và đang trở thành yếu tố sống còn, không chỉ của riêng một quốc gia hay dân tộc nào.